Chuyên chuyên, giờ mẹ hỏi con này, thế ai là mẹ con? Ồ, thế ai là vợ? Rồi, thế giờ mẹ hỏi con này, có hai cái yếm này nào cho vợ đeo? Ồ, cái này đeo cho vợ à? Ồ, đeo cho vợ biết rồi. Thế còn cái nào đeo cho mẹ? Cái này đeo cho mẹ à? Rồi, thế để mẹ đeo ha. Wow, đẹp quá, Chuyên Chuyên có mắt nhìn quá ha. Chuyên Chuyên, thế hôm nay ai đẹp nhất con? Mẹ con đẹp nhất, mẹ là đẹp nhất đúng không? Mẹ lúc nào cũng là đẹp nhất đúng không? Rồi, ôm mẹ chụp cái ảnh ha. Ừ, đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Rồi, ôm xong vợ ha. Rồi, ngước mặt lên, ngước mặt nhìn mẹ. Đúng rồi. Rồi, đúng rồi, đẹp quá.